Thủy may mắn xin kính chào quý khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài bàn thờ gia tiên thì bàn thờ thần tài thổ địa cũng là nơi bắt buộc phải có của người làm kinh doanh buôn bán. Bàn thờ thần tài được coi như quý nhân phù trợ giúp cho cái kinh doanh buôn bán được thuận buồm xuôi gió. Bàn thờ thần tài được bày trí và đặt đúng hướng là điều mà nhiều người quan tâm. Thế nhưng đã bao giờ quý vị thắc mắc rằng tại sao bàn thờ thần tài lại đặt ở dưới đất mà không phải là một vị trí khác hay chưa? Tất cả đều có lý do riêng của nó. Ngay bây giờ thì quý vị hãy theo dõi video của Phong Thủy May Mắn để tìm hiểu câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi này nhé. Thông thường thì trong việc kinh doanh, buôn bán hoặc là các hoạt động liên quan đến sản xuất, thương mại thì nên có một bàn thờ thần tài đặt ở công ty, cửa hàng, cửa hiệu của mình để gia tăng thêm nhiều tài lộc. Bàn thờ là nơi chúng ta thể hiện mong muốn, nguyện cầu của mình với các vị thần để cầu xin tài lộc, thể hiện tâm nguyện và ước mơ, qua đó nói lên tâm nguyện của mình về sức khỏe, tài lộc, gia đạo may mắn, phú quý, an khang. Từ tấm lòng hướng thiện nên người ta đặt bàn thờ luôn luôn hướng đến tâm ý, mong muốn của mình, qua đó sẽ ý thức được công việc của mình tốt hơn, nỗ lực hơn trong công việc cũng như là trong sức khỏe để có được cuộc sống tốt hơn. Vì sao thần tài luôn được đặt dưới đất? Khác với bàn thờ gia tiên hay là bàn thờ ông táo đặt ở nơi cao, yên tĩnh nhất trong nhà, bàn thờ thần tài phải đặt tiếp âm, tức là sát đất, nền nhà. Thần tài là vị thần mang lại tiền bạc của cải cho mỗi gia đình, nhất là những gia đình buôn bán hay là kinh doanh đều có bàn thờ thần tài để cầu xin cho mua may bán đất. Theo quan niệm dân gian, ngày vía thần tài mùng 10 tháng riêng được xem là ngày may mắn trong năm vì nó mở đầu cho một năm mới. Khác với bàn thờ gia tiên hay là bàn đáo thanh tịnh, yên tĩnh nhất trong nhà, bàn thờ thần tài phải đặt tiếp âm, tức là sát đất. Nguyên tắc chung khi đặt bàn thờ thần tài là không được đặt trên cao nhưng phải ở vị trí có thể quan sát hết sự ra vào của khách khứa. Bàn thờ thần tài phải tiếp âm ở dưới đất, nếu ở nhà hay là cửa hàng phải để dưới tầng 1, có thể gần cửa chính hoặc là ở ban công. Giải thích về vấn đề này thì nhà nghiên cứu văn hóa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Tú cho biết, việc bàn thờ thần tài dưới đất trước hết là để phân biệt không gian cúng tổ tiên với không gian thờ thần tài. Không gian cúng tổ tiên phải ở trên cao, thần tài theo thuyết thiên địa nhân là nở ra từ dưới đất. Thường bàn thờ thần tài đặt ở góc nhà vì gắn liền với sự tích thần tài bị đánh đuổi trốn vào trong góc nhà. Hiện nay thì bàn thờ thần tài thường để ở chân cầu thang hoặc là gầm cầu thang mà không cần phải theo hướng gì. Cũng nên lưu ý rằng bàn thờ thần tài ông địa tuy để ở dưới đất nhưng các vị này rất ưa chuộng sự sạch sẽ, sáng sủa. Vì vậy, trong quá trình thờ cúng nên giữ cho các vị thần sạch sẽ bằng cách tắm rửa thường xuyên bằng nước sạch. Hướng đặt bàn thờ ông địa và thần tài theo gia chủ. Nguyên tắc đặt bàn thờ thần tài là từ bàn thờ, thần tài phải quản được hết sự ra vào của khách hàng. Có thể đặt theo hướng tốt của chủ nhà, có thể đặt theo cách hứng lấy dòng khí bên ngoài khi vào nhà. Có thể dùng phương pháp điểm thần sát để tính, chọn lấy các cung thiên lộc quý nhân để đặt vị trí bàn thờ. Thiên lộc. Lộc là phương lâm quan của tuế can, tính của ngũ hành, lâm quan tới cát. Lâm quan là thời đương thịnh, đang lên phơi phới, đúng là đạo sinh thành, gần tới vượng mà là lộc. Bởi đã vượng thì thái quá. Lộc là cách có lộc ra chính môn, nhà có cách này rất là cát khách. Lộc là cách có lộc ra chính môn, nhà có cách này là cát khánh, rất tốt. Lộc gia chính môn sẽ đem lại nhiều may mắn về tiền bạc, gia sản thăng tiến, điền trang vượng, thường sinh người béo tốt, thông minh, tuấn tú, lại khéo léo, tài năng kinh doanh giỏi, làm ăn phát đạt. Tuy nhiên thì cũng cần phải lánh xa sinh vượng lộc, tránh không vong tử tuyệt. Nếu mộ không vong tử tuyệt thì khí tán không tụ là vô dụng, có lộc cũng như không, tài sản dù có như nước rồi cũng tiêu tan hết, đó gọi là tuyệt lộc. Nếu gặp thai khí thì mặc dù vẫn phát đạt nhưng con trai tài hoa mà kiêu ngạo, con gái nhỏ thì khả ái nhưng lại ngỗ nghịch. Trong gia đình thì hay sinh nội loạn, cãi vã, cả ngày ồn ào khiến cho mọi người bất yên.
Lộc cung là cát cung, vì vậy ngoài cách đặt cửa chính ra thì còn có thể đặt cửa phụ nhà bếp, phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ, giường ngủ. Tất cả được lộc đều tốt. Tuy nhiên lộc phải cư đúng cung tài, là lộc cư lộc mới thật là đắc cách, mới thật sự là tốt đẹp. Quý nhân thiên ất là vị thần đứng đầu các thần, hết sức tĩnh mà có thể chế ngự được mọi chỗ động, chí tôn mà có thể chấn được phi phù. Nhà có chính môn gia quý là đại cát khánh, gia đạo bình an, hòa thuận, hỉ khí đầy nhà, luôn gặp may mắn. Quý nhân là sao cứu trợ, là thần giải tai ách, nên nhà gia quý nhân là gặp việc có người giúp đỡ, gặp ách có người giải cứu, gặp hung hóa cát. Sự nghiệp hiển vinh, công danh thì thành đạt, dễ thăng quan tiến chức, học hành thi cử nhất nhất đều tốt đẹp. Quý nhân gặp sinh vượng, thường sinh, người hiếu lễ, khôi nguyên, tướng mạo phi phạm, tính tình thì nhanh nhạy, lý lẽ văn minh, không thích mẹo vặt, thẳng thắn mà ôn hòa, khôi ngô tuấn tú. Nếu ngộ không vong, tử tuyệt thì nguồn phúc giảm đi nhiều, hoặc nếu có mắc nạn cũng khó tránh, bởi nguồn cứu giải kém hiệu lực, người già và gia súc thì bị tổn thất, kiện cáo thị phi. Lại hay sinh người, tính tình thì cố chấp bảo thủ mà suốt đời vất vả, không nên người. Quý nhân gia thai khí, nếu lại ngộ đào hoa thì nam nữ tuy thông minh tuấn tú, nhưng nam thì hiếu sắc, nữ thì dâm đãng, làm bại hoại gia phong, lại hay mắc bệnh tật và trong nhà dễ có người tự ải, tự vẫn vì tình. Quý nhân là cát khí, rất tôn quý nên ra vào cung nào cũng rất tốt. Ngoài ra thì cách đặt cửa chính còn có thể đặt ở cửa phụ, nhà bếp, phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ, giường ngủ đều tốt. Đặc biệt bàn thờ đặt trên cung quý nhân là đại cát khánh, như vậy sẽ được âm linh phù trợ. Không được để phòng tắm, nhà vệ sinh vào cung quý nhân, vì như vậy sẽ bị hỏa hại liên miên, nữ nhân thiếu máu, động thai, sinh con dù có đẹp đẽ nhưng cũng dấn thân vào con đường ô nhục, cuối cùng cũng phải tự vẫn. Tài sản thì tiêu tan, yêu ma hoành hành, gia đình có người bị cướp bóc, chém giết lẫn nhau, khiến cho bệnh tật đau khổ triền miên. Nếu để nhầm nhà vệ sinh vào cung quý nhân thì tai họa khủng khiếp khó lường. Nhưng muốn đặt như thế nào thì trước mặt bàn thờ phải quang đãng sạch sẽ, không như nhiều người nghĩ, và đặt bàn thờ vào góc nhà, vào chỗ tối tăm. Ông địa và thần tài tuy thờ dưới đất nhưng rất thích thơm tho sạch sẽ, nên để sẵn một lọ nước hoa, lâu lâu lại xịt vào bàn thờ cho thơm. Bài trí bàn thờ đúng chuẩn phong thủy. Các bài trí bàn thờ thần tài thông thường thì sẽ sắp đặt theo hướng từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Thần tài gồm có văn thần tài và võ thần tài. Văn thần tài là tài bạch tinh quân và tam đa tinh quân. Tài bạch tinh quân tượng trưng cho vị thần chuyên quản tiền tài và vàng bạc của thiên hạ, nên người ta hay đặt tượng thần nơi tài vị. Tam đa tinh quân chính là phúc lộc thọ tam tinh. Phúc tinh tay ôm đứa trẻ tượng trưng có con thì vạn sự đủ phúc khí. Lộc tinh mặc triều phục sặc sỡ, tay ôm ngọc như ý, tượng trưng cho sự thăng quang tiến chức, thêm tài tăng lộc. Thọ tinh tay ôm quả đào thọ, tượng trưng cho an khang trường thọ. Trong ba vị thì chỉ có lộc tinh mới là thần tài, nhưng do xưa nay người ta luôn làm trung tượng, nếu đặt cả tam linh vào tài vị thì cả nhà an vui, hạnh phúc, phúc lộc cùng đến. Võ thần tài gồm có Triệu Công Minh, miệng đen, mặt đen, chuyên thống lĩnh bốn vị thần chiếu bảo, nạp chân, chiêu tài, lợi thị, vừa giúp gia tăng tài tiến lộc, vừa có thể hàng ma phục yêu, và quan thánh đế chính là nhân vật quan công trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, giúp chiêu người tài, tiến bảo, làm ăn thuận lợi, tai qua nạn khỏi, trừ tà hộ thân. Những người làm quan võ theo nghiệp lính hay là kinh doanh thì nên thờ võ thần tài hoặc là đặt tượng ở phương tài vị hướng ra cửa. Có một số người thì còn đặt cả hai tượng Khổng Minh và Quan Công, có ý nghĩa hóa sát tà khí, đuổi bọn tiểu nhân, thuận lợi trong kinh doanh. Ngoài thần tài thì trên bàn thờ có thể bài trí thêm các yếu tố sau để gia tăng vận may tài chính. Bài vị thần tài thường được thể hiện bằng chữ viết chiêu tài tiến bảo, hoặc là hai bên thành của bàn thờ có viết câu đối thổ năng sinh bạch ngọc, địa khả xuất hoàng kim. Thổ hay sinh ngọc trắng, đất cũng cho vàng ròng. Phía trước bài vị còn có 100 thỏi vàng giấy. Lọ đựng hương thấp và lọ cắm hoa thường làm bằng sứ, cũng có thể bằng chất liệu đá xanh. Hoa dùng để thờ nên dùng hoa tươi, không nên dùng hoa khô. Bát hương
thường làm bằng 3 chất liệu cơ bản là sứ, kim loại, đá hay là ngọc. Khi bốc bát hương, cần để cơ thể sạch sẽ. Sau khi bốc xong thì nhờ các bậc thạc đức minh sư khai quang hoặc là mang lên chùa để trên ban đức âm khoảng 1 tuần thì mới mang về. Không được dùng khăn ướt để lau bàn thờ vì bàn thờ mệnh hỏa mà thủy thì khắc hỏa không tốt. Đĩa đựng 3 chén gạo, muối, nước, rượu phải làm mới khi thắp hương khấn vái thần tài. Có nơi dùng 3 lọ đựng gạo, muối, nước chỉ đổ đi làm lễ tất niên. Thức cúng thì thay bằng chén đựng nước, rượu tượng trưng cho ngũ hành. Cóc 3 chân, nên chọn một cái tô sứ thật đẹp, nông lòng đổ đầy nước và ngắt những bông hoa trải trên mặt nước làm minh đường tụ thủy, một cách giữ tiền bạc khỏi trôi đi. Đặt tỏi lên bàn thờ ông địa, từ xa xưa thì ta đã biết tỏi là phương tiện để bài trí các đạo trích vong binh, bài trí cái thế lực tà đạo. Trên bàn thờ ông địa khi cúng thường đi kèm với một đĩa tỏi, 5 củ tươi nguyên đẹp đẽ hay nhiều khi là cả một bó tỏi, bởi vì theo quan niệm dân gian thần tài sẽ dùng tỏi để trừ tà, đuổi tà và phòng chống các tà sư làm ác như là dùng bùa ngải để phá hoại chuyện của nhà người khác. Việc thờ tỏi càng đặc biệt quan trọng hơn đối với các gia đình kinh doanh. Việc dùng tỏi để thờ cúng ông địa thần tài là một đồ cúng không thể thiếu, vì việc làm này sẽ giúp cho công việc kinh doanh của gia chủ ngày càng tốt hơn, vì nhờ các đặc tính xua đuổi tà ma, những linh hồn quậy phá cực nhạy. Theo quan niệm dân gian thì thần tài là vị thần trông coi tiền tài vàng bạc, mang đặc trưng của công việc buôn bán kinh tế, mang đặc trưng của giao thương buôn bán. Còn ông địa là vị thần hộ mệnh của xóm làng, cai quản vùng trời, vùng đất đai, phù hộ cho con người và gia súc trong xóm làng, mùa màng bội thu. Ông địa mang đặc trưng của kinh tế nông nghiệp, việc bày trí bàn thờ thần tài ông địa là việc làm hết sức quan trọng, nhất là với các hộ kinh doanh. Tuy nhiên, một số gia đình thường không tìm hiểu kỹ càng và phạm phải sai lầm trong việc thờ cúng thần tài. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo để biết những sai lầm thường gặp trong việc thờ cúng thần tài. Thông thường thì trước khi lập bàn thờ thần tài, gia chủ thường quan tâm đến vị trí bàn thờ hợp hướng, hợp phong thủy hay là thủ tục khi lập bàn thờ thần tài, bài cúng và các vận dụng cần có. Không phải ai cũng làm đúng, dưới đây là những điều cần lưu ý. Không cắm hương chồng chéo nhau. Theo phong thủy thì mỗi bát hương đều nên có cốt là gói thất bảo để tài lộc không bị hao hụt. Nếu gia chủ cắm hương chồng chéo nhau hay là chọc vào gói thất bảo sẽ khiến cho thần tài ông địa không có linh khí. Không chỉ không hút được tài lộc, sai lầm này còn khiến cho gia chủ làm ăn thất bát, nghèo khó cả đời. Đặt bàn thờ thần tài sai cách. Không nên đặt gần nhà vệ sinh, trước gương hoặc là nhà bếp hay là góc cạnh của các vật dụng khác đâm vào. Màu bàn thờ xung khắc mệnh của gia chủ. Không chỉ là vấn đề tâm linh, việc đặt bàn thờ còn liên quan trực tiếp tới vận mệnh, phong thủy. Khi chọn bàn thờ thì bạn cũng nên chọn màu sắc làm lợi cho mệnh của mình, tránh xung khắc hao tài. Vị trí đặt bàn thờ thần tài trong nhà. Không giống như bàn thờ tổ tiên, bàn thờ của thần tài phải được đặt ở dưới đất, ở một góc nhà, nơi tốt nhất trong nhà nên đặt bàn thờ thần tài chính là vị trí hợp với mệnh của gia chủ. Hoặc là theo dòng khí hướng vào nhà. Hai địa điểm có thể lựa chọn để đặt bàn thờ là các cung thiên lộc và quý nhân, nó sẽ hỗ trợ gia đình làm ăn phát tài. Rất nhiều gia đình Việt Nam đang dần có tục thờ thần tài, cho dù không có đạo, việc thờ thần tài khiến công việc gặp nhiều may mắn, tiền tài thì cực phát. Xong mấy ai biết thờ thần tài cần phải nhớ kỹ 6 điều dưới đây thì công danh sự nghiệp mới có thể phất lên được. Lỗi chọn hoa quả cúng thần tài. Để tiện trong việc thắp hương, nhiều nhà chọn bày hoa quả giả song song với hoa quả thật trên bàn thờ, cốt là để hoa quả giả bày quanh năm. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia phong thủy, việc này hoàn toàn sai lầm. Riêng hoa cúng thần tài không nên dùng hoa giả, cần mua hoa tươi có nụ, có hương thơm càng tốt. Quả cũng không nên dùng quả nhựa, quả nhân tạo không ăn được, nên cúng thần tài bằng quả tươi và ngon. Khi đã thắp nhang và hoa quả xong thì nên dọn trong ngày, không nên để qua ngày tiếp theo. Sử dụng đèn nhấp nháy. Không sử dụng đèn nhấp nháy trên bàn thờ thần tài vì chúng tạo ra trường khí xấu ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Nên sử dụng đèn dầu hoặc là nến để thắp ở bàn thờ thần tài là tốt nhất. Để đèn thờ bị tắt.
Ngọn đèn trên bàn thờ được ví xem như là một ngọn hải đăng dẫn lối các vị thần giáng trần, vì vậy trong quá trình thắp hương thì không được để đèn thờ bị tắt hay là quên không thắp đèn thờ. Việc thờ cúng là việc mà mọi gia đình Việt Nam đều đặc biệt quan tâm lưu ý. Bàn thờ thần tài cũng vậy, bàn thờ thần tài được nhiều người ở các cửa hàng, công ty với mong muốn nhận được sự che chở bao bọc từ các vị thần. Thế nhưng bài trí bàn thờ thần tài như thế nào là đúng là điều chắc chắn không phải ai cũng biết. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi mang đến trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có cái nhìn bao quát hơn, sâu sắc hơn về bàn thờ thần tài. Quý vị muốn theo dõi thêm những kiến thức thì hãy bấm theo dõi kênh và bấm vào biểu tượng chuông để có thể cập nhật những video mới nhất. Chúc quý cô chú, quý anh chị một ngày nhiều may mắn và tài lộc.